what the fuck team á. À, có một Wukong mà Khai Sít tanh hết được. Máy cách cỏ, máy cách cỏ. Máy cách cỏ. Mệt quá, mỏi tay quá. Rồi giờ về mua cái kiếm rang rồng. Ôi level 5 đang rồng. Mới 4 hả? Ăn rồng đam sớm đi. À ra giết. Ra giết hàng này. Có farm rừng bạn luôn. Ui cái địch. Ồ nó không thấy mình, nó không thấy mình. Có kiếm ai Yumu rồi. Có kiếm ai Yumu rồi. Chắc đục thẳng vô cực luôn, có khỏi điều đen.
Tao tao không đụng được nó hết, không chơi nó đâu. Ari quân công hai vợ chồng nó ghê lắm. Ôi chưa kịp cắm kiếm nữa. Mình còn chưa kịp cắm kiếm nữa. The fuck? Sao Rai nó trâu vậy? Hai máu rồi. Rai sao nó trâu vậy? Mấy cái giày đó. Quá này phải đi về Thủy Ngân. Má hung ta là mất xoáy luôn. Công đâu. Tao mày xoáy thi mày. Thôi ăn cung công. Xoáy thi à? Máy cắt cỏ rồi mày dám xoáy thi với tôi kìa. Ôi 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 ôi, mày giỡn mặt hả? Fucking xoáy. Fucking xoáy. Vô cực luôn này mấy con cờ hó. Dám chơi với tôi hả? À? Mày có kêu trà đá không vậy? Đưa cái đũa đây. Muốn xong đếm đưa đũa đây lấy văn. Sao mày không kêu mì đâu? Mày kêu cơm hay sao? Không hết. Ủa thằng kia nó không cầm không như thế này cháu. Ủa đụng đam nữa kìa. Xếp ra đây, xếp ra.
sẽ tung ra thôi. Đan Trường vô địch thành công. Đan Trường chung quá. Còn hai con rồng đam nữa chứ, nhìn buồn dễ sợ thì à. Hiếp dâm tập thể tao kè. Hiếp dâm tập thể tao kìa thấy. Tất nhiên là lên 5 cái vô cực luôn. 4 cái thôi. Đưa ra 5 cái. Mỗi kiếm ma không được. Kiếm ma để chạy nhanh dí nó. Không kiếm ma sao xoáy. Ủa sĩ giả thế nào anh rồi. Nào ý kiến lên đây. Mấy cánh cỏ luôn luôn đánh chào à. Mấy cánh cỏ luôn luôn đánh chào các bạn lên đây. Hỏi sao không bỏ, không bỏ xuống bút hơi ra. Không bỏ là bút hơi liền. Nhát không bỏ. Đưa cái đũa đây, mà ăn muỗng đi. Ăn mì mà ăn muỗng. Đưa cái muỗng đây. Mày mấy đam mấy cái cỏ chính hiệu luôn. Kiểu cái team này mình không quẩy được. Chơi với. Máy xây cách thực phẩm. Đâu con ra đủ ra đây cho nó chết không? Thôi thôi, thiệt chết thằng game đó. Nó không xảy qua thằng game, đến xã tao là nó bốc hơi rồi.